Thưa quý vị, tồn tại hàng chục năm nay và nằm ngay giữa lòng thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, từ lâu cuộc sống của những người dân làng chài vẫn cứ lênh đênh trên dòng sông Cửa Tiền. Mặc dù đã có nhiều lần vận động những hộ dân nơi đây trở lại với quê cũ, nhưng với nhiều lý do nên họ đành phải quay lại đây để mưu sinh, chấp nhận một cuộc sống thiếu thốn và đầy nguy hiểm. Ghi nhận sau đây của phóng viên VTC14. Chiếc thuyền nhỏ chưa đầy 6 m², nhưng là chỗ sinh hoạt của 6 con người của gia đình anh Nguyễn Văn Phúc. Vừa là nhà, vừa là phương tiện kiếm kế sinh nhai. Và có lẽ đây là tài sản có giá trị nhất của gia đình anh. Còn đây là cách họ trông giữ con mỗi khi rời nóc đi làm. Tâm vẫn ở đấy, nói chung lụt bao thì nói chung lụt bao càng khổ hơn. Về mùa hè thì cũng đỡ, nói chung về tháng lụt bão mưa gió thì nói chung chính quyền họ cũng quan tâm rất nhiều. Từ lúc thì gió máy thì nó kia thì họ cũng nhủ chuyện về đất mà trú, nhưng nói chung thì khi gió sóng rồi thì nước nó chảy thì mình cũng vì lưới ra nước nó rong xuống lưới ra thì hơi vất vả. Làng Vạn Chài này chủ yếu là người dân từ các tỉnh khác như Quảng Bình, Thanh Hóa và Nghệ An. Không điện nước, không ruộng vườn, cha mẹ không chữ nghĩa, con cái bỏ học giữa chừng đang là một thực trạng tồn tại lâu nay ở làng Vạn Chài này. Theo con nước nay đây mai đó để kiếm kế mưu sinh. Cuộc sống của tôi thì như nhớ con tôm con cá mà như là đi bữa nó bữa đói rồi. Chứ không phải là đầy đủ được cái nghề sống được bấp bênh lắm. Bây giờ là sống với nghề á. Sống được ở đấy chứ họ cũng làm nghề chứ mà chứ con cháu là cũng có nhờ là họ là giúp đỡ cho con cháu là ăn học đó là cũng như của trên thành phố là họ cho ở là học đó là phụ thuộc. Việc tồn tại những xóm Vạn Chài nơi đây đã gây ra không ít hệ lụy về môi trường, mỹ quan đô thị cũng như vấn đề quản lý hành chính. Mặc dù chính quyền địa phương đã tổ chức vận động hỗ trợ các hộ dân Vạn Chài nơi đây trở lại quê hương cũ để an cư, nhưng rồi họ lại quay trở lại đây. Về mặt quản lý đô thị thì đây là một cái rất là khó khăn, bất cập. Thứ nhất là nó mất cảnh quan, thứ hai là gây ách tắc đường chạy. Cái thứ ba nữa là có nguy cơ về tai nạn sông nước. Thì ở đây là những cái vấn đề mà cần phải các cấp vào cuộc. Bão lũ xảy ra thường xuyên, nguồn lợi tôm cá cũng ít dần, khiến cuộc sống của những người dân Vạn Chài vốn khó khăn nay lại càng giặt dẹo, bấp bênh hơn. Và ắt hẳn những hệ lụy về xã hội và môi trường sẽ không thể chấm dứt.